sát cánh chung bài, góp sức chia sang, hợp lại chung tấm bánh cho đời. Tiếng bước Giê-xu có bạn và tôi, thế giới hôm nay chúng mình chung gom, góp áo thêm cơm, góp men thêm yêu, góp vừa thành vinh an. Trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần đến thăm nước Cộng hòa Serbia, một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Âu Châu, nhiếp ảnh gia người Hungary Irene Becker đã ghi lại được một bức ảnh rất đẹp về một ngôi nhà nhỏ bé nằm đơn độc giữa con sông Drina của Serbia. Đó là một ngôi nhà nhỏ rất đơn sơ, nằm chắc chắn trên một tảng đá lớn ở giữa dòng sông Drina, gần thị trấn Bazina Basta, với hai bên bờ là những rặng cây rậm rạp. Sau khi bức ảnh ấy được đăng tải trên trang tạp chí địa lý có tên là National Geographic, nhiều du khách trên thế giới đã bị thu hút bởi căn nhà đó và nhiều người đã tìm đến sông Drina để tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà kỳ lạ đó. Theo thông tin ghi nhận được, cách đây hơn nửa thế kỷ, có một nhóm thanh niên địa phương muốn kiếm tìm một nơi nào đó để tắm nắng. Họ bơi lội trên sông Drina rồi trèo lên tảng đá giữa dòng để nghỉ ngơi. Họ cảm thấy thật không mấy dễ chịu khi nằm phơi mình dưới nắng trên một tảng đá. Thế là năm 1968, nhóm thanh niên trẻ ấy đã quyết định cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ ngay trên tảng đá đó để làm nơi tắm nắng. Mỗi lần chèo thuyền ra tảng đá đó để tắm nắng, họ đều chở theo những tấm vách hay ván gỗ để xây dựng nhà. Cuối cùng, căn nhà nhỏ ấy cũng được hoàn thành và trở thành một địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhóm thanh niên ấy vào mỗi dịp hè. Do nằm ở một vị trí không mấy chắc chắn, nhiều lần căn nhà đã bị hư hại bởi những dòng nước lũ, nhưng sau đó nó đều được sửa chữa lại và vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay. Mặc dù được mệnh danh là ngôi nhà cô độc trên thế giới, nhưng hiện nay ngôi nhà ấy không hề cô đơn vì mỗi ngày nó đều đón một lượng du khách rất lớn từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham quan. Quý vị và các bạn thân mến, nhà được hiểu là một công trình xây dựng có kích cỡ lớn nhỏ, gồm có mái tre, vách bao quanh, có cửa ra vào và cửa sổ để người ta có thể trú ngụ lâu dài hay ngắn hạn, tùy theo mục đích của họ. Trong ý nghĩa đó, ngôi nhà cô độc trên thế giới mà chúng ta vừa được nghe biết là một ngôi nhà đúng ý nghĩa, nơi mà nhiều chàng trai có thể khác nhau về tuổi tác, tính tình, gia cảnh, nhưng lại có chung sở thích và mục đích là tá túc ở đó khi đến tắm nắng. Vì muốn có nơi tắm nắng mà căn nhà đó đã được các thanh niên trẻ tạo nên, và vì muốn tận mắt nhìn thấy căn nhà kỳ lạ đó, mà biết bao con người khác nhau về chủng tộc, tôn giáo, màu da trên thế giới đã tìm đến căn nhà nhỏ bé ấy. Mục đích chung quy tụ người ta lại với nhau. Ngoài ngôi nhà, nơi chúng ta lớn lên và cùng với nhiều thành viên khác trong nhà chung tay xây dựng thành một tổ ấm, chúng ta còn có những ngôi nhà chung khác lớn hơn do chúng ta và những anh chị em khác không cùng chung huyết tộc góp sức xây dựng nền. Đó là ngôi nhà vũ trụ, nơi mà mọi người trên thế giới cùng sống dưới một bầu trời, hít chung bầu không khí. Ngôi nhà ấy cũng đang bị đe dọa và nhiều lúc cũng bị hư hại bởi phong ba bão táp của sự tàn phá tài nguyên và môi trường.
ngôi nhà vũ trụ cần được mọi người cùng nhau giữ gìn và thường xuyên sửa chữa để nó luôn thật sự là ngôi nhà chung mà mọi người có thể sống bình yên. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 đang tưng bừng diễn ra ở Lisbon, thủ đô của nước Bồ Đào Nha. Thủ đô Lisbon với diện tích 958 km² đã trở thành ngôi nhà chung cho hàng trăm ngàn người không phân biệt sắc tộc, quốc gia, tuổi tác trên thế giới quy tụ về, gặp gỡ nhau và cùng nhau lan truyền ngọn lửa yêu mến, dấn thân phục vụ và đồng hành với giáo hội địa phương trong công cuộc loan báo tin mừng của Chúa với mẫu gương tuyệt đẹp là Đức Maria. Nơi ngôi nhà chung đó có sự hiện diện của vị cha chung của giáo hội Công giáo là Đức Thánh Cha Francisco, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, hàng trăm ngàn giáo dân, trong đó đa phần là các bạn trẻ. Và đặc biệt, nơi ngôi nhà chung ấy, mọi người còn nhìn thấy bóng dáng của các tù nhân ở nhà tù Paxos de Ferreira, Porto và Coimbra, nơi 150 tòa giải tội mà các tù nhân này đã cùng nhau lao động, thực hiện để phục vụ cho những ngày của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 này. Chính tình yêu của Chúa và niềm hăng say loan báo tin mừng của Chúa đã quy tụ mọi con tim về ngôi nhà chung ở Lisbon trong những ngày này. Ước gì tình yêu và niềm hăng say đó vẫn được những tham dự viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023 thắp sáng ở Lisbon và tiếp tục được tỏa sáng ở quê hương của họ khi họ trở về nhà. Trong Giê-xu, chúng ta là con bay, gọi thế giới sông sẻ chia. Trong Giê-xu, chúng ta là yêu thương, mời thế giới vui tình người. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những ngôi nhà Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc đời này. Ở bất cứ nơi nào, chúng con cũng nhận thấy mình được sống trong tình yêu của Chúa và tình thân ái của mọi người. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn biết trân trọng những ngôi nhà mà Chúa ban cho chúng con, để dù ở bất cứ nơi đâu, chúng con cũng làm cho ngôi nhà mình rực rỡ ánh sáng của tình thương và sự hiệp nhất. Amen. Thế giới hôm qua có một Giê-xu nối kết anh em giúp người đang đói, sát cánh chung vai góp sức chia sang, hợp lại chung tâm anh cho đời tiếng.